Hey, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái video phần 1 là làm sao để làm một bộ điều khiển đèn led theo nhạc. Rất là đơn giản, các bạn hãy dùng những cái con MOSFET như thế này nè các bạn nè. Dùng cái mẫu hàng chích qua chích lại, chích qua chích lại, chích qua chích lại, rồi nó cũng sẽ rớt ra ngoài thôi. Để nhận biết được nó là con MOSFET, con transistor, con triac hay là con diac, cái con quái quỷ gì trên cuộc đời này không cần biết, nhưng mà các bạn phải đo nó mới biết được con MOSFET. Hãy chọn con MOSFET nha. Tại sao? Con MOSFET nó dùng điện thế kích ở chân G nên nó hoạt động với một điện thế vừa cao mà cũng vừa thấp, tần số xung rất cao, nhưng lợi dụng ở đây là cái điểm nhảy của nó. Rồi, và đây đó, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ lại cái sơ đồ mạch này nha. Một cái sơ đồ mạch này nó rất đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta thấy nó phức tạp gì này ha. Nhưng thật ra sẽ nghe thầy Mò phân tích rồi các bạn sẽ thấy nó rất là đơn giản. Và cái vật xanh này á sẽ được đăng lên video sắp tới là sẽ cải tiến hơn và nó sẽ xịn sò hơn và có thể là bán ra thị trường được, hoặc là các bạn có thể chế mà bán ra thị trường được ha. Bây giờ cái độ nhạy nó chưa có đạt được một cái tiêu chuẩn nha các bạn. Bây giờ làm tới đâu thì mình sẽ hướng dẫn tới đó cho các bạn biết. Thì cái con MOSFET thì các bạn biết rồi nè ha. Mình vẽ con MOSFET ra nha. Rồi, con MOSFET nè. Con MOSFET thường thường nó có ba cái chân đúng không các bạn? Ba cái chân. Đó, ba cái chân. Nó có một cái chân giữa ngắn nè các bạn ha. Các bạn thấy nè, nó có một cái chân giữa ngắn nè. Đây là những cái con MOSFET nó gì? Nó dán đó các bạn. Con MOSFET dán đó. Con này con MOSFET nha các bạn. Và để biết được con MOSFET thì các bạn đã thấy bài đo thực hành rồi đó ha. Con MOSFET thì nó có gắn vô trong những cái mạch điện của chúng ta rất là nhiều, trong cái mạch điện của nguồn cao áp của tivi, rồi trong cái bộ nguồn sạc, pin dự phòng, rất là nhiều là có những cái con MOSFET như thế này nè. Nên chúng ta tận dụng những cái đồ mà có sẵn nha, đồ hư có sẵn. Thì con MOSFET này như thế này, nó có ba chân nè. Thì cái chân này nè các bạn, dưới chân này nó cùng với nhau nha, nó đo lên thông mạch với nhau đó. Mình bật thang đồng hồ nhân một nha, nhân một ký thì nó thông mạch, và một đến một ký đến một ký lô ôm thì nó điện thông mạch nha các bạn. Như vậy thì mình nhìn vô cái mặt này nè, mình nhìn vô thì hầu như con MOSFET nó đều có cực G ở đây nè các bạn, cực G ở đây nè, và cực gì, cực S ở đây nè, cực chính giữa đây là D, D nha các bạn ha, D. Ở đây cũng được, ở đây cũng được ha. Nó ngắn như nè, hai cái chân mà có ngắn ngắn này ha, các bạn tưởng tượng này. Dễ thì hình dung được ha, dễ nhớ nha. Có cái chân ngắn nè, các chân các bạn có ngắn không nè ha. Rồi bây giờ cái chân này chân G nè, thì khi có điện con MOSFET á nó điều khiển bằng bằng gì các bạn biết không? Con MOSFET nó điều khiển bằng bằng gì các bạn trả lời nè. Bằng con MOSFET nó điều khiển bằng bằng áp nha các bạn, bằng áp, bằng điện áp. Đó, bằng điện áp. Điện áp là gì? Điện áp là cái hiệu điện thế đó các bạn. U á. Đó, khi mà có cái U đi vào đây nè là nhỏ xíu thôi nó vẫn hoạt động được nha các bạn ha. Và khi á U đây á có thể là bằng nhiêu? Bằng 0,2V thôi là nó cũng có thể hoạt động được. Đó, như vậy thì các bạn thấy không? Và đến đến khoảng cỡ nhiêu? Để vài trăm volt kích vào cái cực G này nó mới vẫn dẫn được, vẫn thông ha. Thì bây giờ đó, cái mạch điện này nè, chúng ta nhìn thấy nè, cực G nè, và nhìn thấy nè, con này con cực G này thấy không nè. Đó, bây giờ nè, mình vô cái mặt này ha, mình thấy nè, G, D và S. Thì cái cực G này nè, nó sẽ đi, nó đi xem một cái sợi dây đi ra. Tôi nói ở dưới đây nè ha. Nó đi xem một cái sợi dây đi ra, dây đồng bự nè đi ra. Và tất cả cái chân của con led đều đi vào. Thì cái chân con led đi vào là nó ở bên cực cái bảng gì? Bảng âm nha. Rồi. Như vậy tại sao đó là bảng âm? Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nè. Bây giờ nè. Chỗ này nè. Đó. Thì bây giờ đó đi ra đây nè. Đó, đi ra đây. Đi ra đây một cái thanh. Một cái thanh đúng không? Rồi. Rồi tiếp tục sau đó thì sao? Cực D nè. Đi cực D này nè. Đi ra một cái thanh. Rồi cực G á. Cực G này nè. Cực G này nè, đi qua một cái con biến trở các bạn, biến trở nha. Biến trở thì thường nó có mấy chân các bạn?
Nó có ba chân nha, một chân nè, hai chân nè, ba chân nè. Rồi mình sẽ vẽ con biến chở gì cho các bạn dễ thấy ha. Rồi mình xe xe đó, xe xe cái này nó lên điện ha, các bạn cứ tưởng tượng để dễ nhớ hơn ha. Rồi vậy ai đã biết con biến chở này rồi nè các bạn, biết rồi phải không? Biết rồi mình thì ai đã biết rồi thì cho ba con số 3 nha. Ai đã biết rồi thì ba thì để chữ biết rồi nhé không. Rồi để thầy biết để hồi giảng tới vẫn lui nó bị mỏi. Rồi không biết thì nó không biết, để trắc nghiệm luôn nha các bạn ha. Cái này là cái violin nè các bạn, violin ha, hay gọi là cái gì, cái VR, cái chiếc áp đó. Đó để thay đổi cái điện trở trên đây nè. Rồi cái đường đi vào nè các bạn, cái đường đi vào này ha, nè các bạn thấy đường đi vào không? Đó cái đường đi vào đây, cái đường đi vào của chiếc áp nè, sẽ đi lên một cái cây, đi vào là chính giữa nha, chính giữa. Rồi mình vẽ gì cho nó dễ thấy nha các bạn ha, đưa lên một cái cây. Đó, hai cái cây song song này các bạn thấy không? Hai cây song song. Thì hai cái cây này nó bằng nhau đây nè. Đó, ra đây đi cho nó dễ. Rồi cái bên chiếc áp còn lại này bỏ này, không xài nha các bạn ha, không xài. Rồi, như vậy thì cực G nè đi vào trong cái violin. Rồi. Rồi cái cực D, cực S này nè, S này nè của cái con này nè, của con MOSFET nè. Đây. S đi đâu các bạn? Hầu như cái con S này nó đi về âm không nghe các bạn. Đi âm á. Điện thế trừ hoặc là gì mát nha, mát đó. Như vậy thì ở đây nè các bạn nhìn thấy nè, các bạn nhìn thấy ha. Bây giờ ở đây là mình gắn con led, đây 1 2 3 4 5 anh chàng lĩnh quân, 2 4 6 6 anh chàng lĩnh quân. Thì bây giờ con led này đấu làm sao nè, cái cực dương á, cái cực dương của con led đó là bên tay trái này nha, bên tay trái nè, đây cực dương này ha. Đó, cực dương là đây, là vô cái biến áp nè, vô đây, đây cực dương qua đây đó. Rồi tôi giải thích cho các bạn tại sao mà nó quay như vậy nha. Đó, từ từ thì các bạn mới học được cái điện tử được, chứ không thôi là các bạn bị rối. Từ từ thôi. Rồi bốn con đủ con chưa, 1 2 3 4 5 6 con giữ cho chị ha. Mình có thể gắn 20-30 con cũng vẫn được nha các bạn ha, tại vì nó song song á, có nghĩa là điện thế ở đây á, điện thế ở đây mình cấp chỉ 3V thôi, 3V thôi, hoặc là 3V 7 thôi là nó đã hoạt động rồi các bạn. Là nó có thể là gì, con led này nè nó có thể hoạt động được rồi. Rồi như vậy thì bây giờ nè nha, con điện trở này ăn VR này là 50 kg nha, 50 kg. Rồi bây giờ nè, bắt đầu này nha, mình coi cái sự vận hành của nó như thế nào nè. Nó chỉ đơn giản thôi, cái mạch này chỉ đơn giản thôi. Rồi thêm một cái micro, micro này là cái micro, microphone đó các bạn. Microphone thì nó gắn ở đâu, nó có hai dây, một dây thì gắn vào cái đầu của miếng trở, biến trở này nè, vào cực G đây nè ha, và một dây còn lại là gắn ở đâu, gắn mát, gắn mát đây. Thì hầu như các bạn thấy một cái micro là có một cái sợi dây đi về mát, một sợi dây đi vào tín hiệu. Rồi bây giờ cái micro đó mình sẽ đấu như thế nào đây nè. Đây mình coi những cái micro đây ha, vẽ đây cho dễ thấy các bạn ha. Thầy mò học vẽ thiệt, ngày xưa học đại học mỹ thuật thiệt, nhưng mà học có bằng nữa à, nghỉ. Rồi cái micro nào, một cái chân nó đi vào G nha, dễ nhớ không? Rồi một cái chân còn lại đi vào đâu các bạn biết không? Đi vào đâu? Mới vừa giảng đó, các bạn trả lời hỗ trợ cho mình nha, hỗ trợ cho mình để video được đề xuất rồi luôn. Rồi đi vào S này nha, rồi đi tới đây là bắt đầu nó làm cái dấu gì, là có nghĩa là nó không chạm vào nhau nha các bạn ha. Rồi đi về S, đi về mát đó, micro đi về mát, rồi cái micro đi về mát. Rồi cái micro này nè, mình vẽ cái miệng nha các bạn ha, cái miệng này ha. Đó, cái miệng đó. Rồi cái miệng nè, cái miệng này nè, cái miệng này sẽ nói vào đây nè ha. Rồi như vậy thì cái mạch nó đơn giản gì đó. Bây giờ mình đang cần, thầy mò đang cần cải tiến nó thêm để cho nó sản xuất được, để có thể bán ở thị trường được. Các bạn thấy, nếu các bạn có những cái người hâm mộ và những cái kênh khách hàng rồi đâu đó hết, thì bạn bán 1.000 cái này, mà mỗi cái này các bạn lời được khoảng 5.000 đồng đi, 5.000 đồng thì 1.000 cái này các bạn cũng được nhiêu các bạn. Cũng được 5 triệu rồi đó, cũng kiếm sống được ha. Thì bây giờ thầy mò cũng không có giấu giếm gì các bạn hết, cho các bạn về sản xuất luôn. Còn thầy mò thì sao biết không, thầy mò thì có các bạn xem video đã vui rồi, chia sẻ video đã vui rồi. Bây giờ mình nè, tới đây rồi các anh em nào chụp màn hình lại nha, hoặc là gì, chia sẻ lên nền tảng, chia sẻ lên bấm chữ share, bấm chữ share ở dưới màn hình đó các bạn, chữ share dưới màn hình đó. Rồi chia sẻ lên trên Zalo nè, Facebook hay là gì đó,
để các bạn hãy chia sẻ lên nền cảnh đó để cho người ta biết được, cho nhiều thầy mò biết được, và con em con cháu anh chị em rồi người ta biết, ta học nha các bạn ha. Rồi còn gì nữa, rồi các bạn mà quên đó, các bạn bấm trở lại, các bạn xem những cái video kiến thức như thế này rất bổ ích, và để đó đó hàng chục năm sau có thể là mình xem lại nha. Rồi cái con MOSFET, rồi ở đây nè, cái mạch điện của mình đã có gì đâu, một cái chiếc áp, một con MOSFET và một micro và những con led, những con led lượm lặt ở đâu đó. Đây cái mạch nó như vậy và mình kế thêm một cái cục, cái đế pin này các bạn, cái đế pin này khoảng vài ngàn đồng ha, khoảng 5.000 đồng cái đế pin này thôi. Rồi một cục pin nữa, mình có thể chế pin này 3V hoặc là 9V hoặc là một cục pin 3V 7. Thì ở đây tại sao mình dùng cái chiếc áp này các bạn, chứ đáng đi ra là mình dùng một con điện trở mình nói qua thôi nè, điện trở mình nói qua thôi thì mình tiết kiệm được chi phí giá thành được nha các bạn ha. Chiếc áp đây là có thể là mình chỉnh được gì, mình chỉnh được là đèn pin, để đèn pin đi chơi luôn. Rồi cái này là các bạn bỏ vô một cái ống nhựa, một cái hộp nhựa để cho nó sang trọng, nó đẹp, thấy không? Hết chi phí này các bạn sản xuất chừng 20.000, 25.000 thôi, để các bạn bán ra được là 25-30.000 rồi nha. Rồi bây giờ nè, thầy mò sẽ hướng dẫn cho các bạn rồi. Xong rồi các bạn hãy tiếp tục xem một cái video nữa nha. Cái bạn xem cao hơn là mình sẽ làm cho nó nhạy hơn, cho nó màu sắc hơn và cho nó lung linh hơn nha. Rồi bây giờ tới đây là mình đã hiểu rồi ha. Bây giờ tiếp tục nè. Bây giờ nè, mình giải thích nè. Ở đây là 3V 7 nè các bạn. Đây cái đế pin ha, vẽ thì vẽ như vậy để cho các bạn ha biết được luôn ha. Đế pin đây nè. Đây là đế pin trừ nè. Ở đây để pin cộng nè. Vẽ cái cục pin luôn đi ha, cho nó dễ luôn nè, cục pin nó nằm đây nè ha. Rồi. Đó, cộng đây nè, cục pin cộng đây ha. Rồi bây giờ nè, cộng ở đây nè các bạn, nó đang sẵn sàng chờ lệnh. Cộng thì nó đi đâu các bạn? Nó qua con led này rồi nè. Nó đi qua con led rồi, cộng là đi qua con diode được nha. Cái này là diode có quang đó. Đó. Nó đi qua đây rồi nè. Và nó đi vào trong đây nè, nó đi vào trong cực D của con MOSFET nè. Rồi bây giờ á là nó nằm sẵn ở đây nè. Và muốn đi về S này nè. Đó, đây nó có một cái chìa khóa nha các bạn ha. Rồi, nó muốn nó chưa có đóng lại nha các bạn. Nó đóng lại nó về mát là nó sáng đèn này rồi, mà nó không đóng là được. Tại vì sao? Tại vì thằng này á nó phải có một cái cổng điều khiển này nè. Đó, cổng điều khiển của thằng này sập xuống rồi á thì điện nó từ đây nó qua mấy con led đây nè. Đó, nó chờ sẵn đây, nó sập xuống rồi nó chỉ về mát là nó mới sáng thôi. Đằng này ở đây nó chưa có lệnh. Nó chưa có lệnh điều khiển này. Thì bây giờ cực G này nè, nó được một cái lệnh là gì các bạn biết không? Đặc biệt cái con này á là khi mà kích vô cái xung dương á, kích vô cái xung dương á là cái này nó vẫn nó đóng hoài luôn, nó không ngắt. Chừng nào mà kích xung âm á thì nó là sao? Thì nó sẽ ngắt. Như vậy thì bây giờ á là mình đưa một cái xung dương đây nè các bạn, xung dương nè, đó. Qua cái chiếc áp là 50kg để mình vặn. Xung dương đấy được nói từ đâu? Từ đây nè. Đó, từ cái 3V 7 này nè ha. Tại 3V 7 này nè, đi qua đây, đi quay nè, thay gì nó qua con điện trở đúng không? Nhưng mà cái này là mình thay đổi điện trở được thì mình gắn cái gì, cái núm qua linh đó để các bạn xe đó, có nghĩa là các bạn phải chịu xe mới được ha. Xe lên cái đầu là gì, điện trở nó sẽ qua đây và nó kích vào cực G này một cái xung dương và nó sáng đèn lên. Thì lúc nào mà mình cũng sáng đèn hết các bạn, lúc nào nó cũng sáng đèn hết. Như vậy thì mình cần gắn một cái micro đây. Micro đây là để gì? Để phớt đại lên. Để phớt đại, nó vừa là phớt đại mà vừa là cái công tắc đóng mở nữa các bạn. Như vậy thì khi mà có một cái tín hiệu nè, cái môi các bạn chạm vào đây ha, thì sao? Thì đây tín hiệu đi vào đây, đây cộng này nha, đây trừ của cái mic nha. Rồi tín hiệu sẽ đi vào đây. Đây cộng đây nè, đây cộng nè, đây trừ nha, lộn rồi. Rồi như vậy là tín hiệu của cái mic đây nè, dấu cộng này sẽ đi vào cực G, các bạn biết không? Cái mic đó, giãn cái mic cho các bạn xem nè. Cái mic đó là những cái cuộn dây này các bạn ha. Rồi nó sẽ quấn lên trên một cái vùng 500 và nó sẽ tạo từ trường cảm ứng đây nè, cảm ứng điện từ. Khi mà các bạn đặt một cái thỏi 500 á trên một cuộn dây, trên một thỏi 500 á là lập tức á là nó tại cái vùng này nè. Khi nè, giãn lại nha, khi mà chúng ta đặt một cuộn dây mà chuyển động ở trên cái thỏi 500 nè, 500 nè ha, 500 thì nó sẽ sinh ra vùng cảm ứng điện từ, nó sẽ có điện từ liền. Điện từ có nghĩa là vùng cảm ứng này là nó sẽ có điện, và điện nó sẽ chạy qua đây nè, chạy qua đây hai cái sợi dây mình đó. Thường micro nó có hai cái sợi dây đi xuống, và micro lớn hay là nhỏ gì nó cũng có một cái lớp màng ở trên các bạn, màng rung á. Thì cảm ứng điện từ này nè, nó sẽ gì,
nó sẽ cảm ứng qua cái màn rung, và cái màn rung này nè, mình nói vô là cái màn rung này nó rung lên rồi nó sẽ lắc cái cuộn dây và nó sinh ra cảm ứng điện từ và nó truyền tín hiệu qua đây, là nó biến cái giọng nói của chúng ta nhỏ xíu xíu à, và nó sẽ chạy vào đây thì sao? Thì lập tức cái điện thế âm đây nè, ha, nó sẽ đi qua đây, qua micro, và nó qua cái cuộn dây trong micro đó, nó có trong micro nó có cuộn dây đó, và nó đi trở về đây, nó đi vô đây, cái nó kích vô đây, có nghĩa là khi đó đường âm này nè nó kích vô đây thì cái con MOSFET này nó lại sao? Nó lại tắt, nó mở khóa ra thì thằng này đi tới đây trực hợ đây không qua đây được thì nó lại tắt, thấy chưa? Rồi với khi các bạn nè, các bạn alo đây một cái, thấy không? Alo đây một cái, bắt đầu tự nhiên là này điện dương nó chạy ở đây, sẽ nói ở đây nè ha, nó rung lên cái nó ra cái dòng điện ở đây, dòng điện đây là sao biết không? Để sáng lên và làm tắt mở cái đèn của chúng ta. Vậy như vậy thì các bạn hiểu không nè? Các bạn hiểu không? Khi đó thì tín hiệu nó sẽ chạy ở đây và nó sẽ làm gì? Đóng mở cái con MOSFET này. Như vậy ở đây cái micro của chúng ta, nó có hai mục đích. Thứ nhất đó là gì? Đó là cho dòng điện âm này nè đi qua đây, vô đây nha, vô đây để chi? Để ngắt cái con MOSFET này, lúc ngắt lúc không. Rồi dòng điện từ đây nè chạy qua đây để cho làm gì? Đóng con MOSFET này lại để cho nó hoạt động đó. Như vậy thì khi chúng ta nói cái màn rung này nó sẽ rung lên và nó sẽ đi vào đây và nó sẽ phớt đại. Nó có hai chức năng, một là đóng ngắt cái con này, hai là gì? Tín hiệu nhỏ đây nè nó sẽ phớt đại từ con MOSFET này ra. Thì ở cực C này nè, nếu chúng ta lắp một cái lo đi chẳng hạn, đó, một cái lo qua cái tụ thì nó sao các bạn? Nó sẽ phát ra âm thanh luôn, mà nó nhỏ nha, tùy thuộc vào cái hệ thống con MOSFET của mình như thế nào. Nhưng mà tôi ví dụ để cho các bạn dễ hiểu nhất, đó là gì? Ở đây tại cực D này nè, nó sẽ sinh ra một cái phớt đại lên. Riêng về tín hiệu nó sẽ phớt đại lên. Thì mình nói nhỏ đây nó phớt đại lên đây. Nhưng mà ở đây mình gắn mấy con led để chi? Để cho nó sáng thôi. Đó, mục đích của mình ở đây, còn cái này là vài bữa nữa ha học nha. Rồi, như vậy thì mình gắn ở đây con này nè. Con này là mình gắn ở đây, nhưng mà bây giờ mình thay đổi con này được không các bạn? Mình thay đổi nó thành con remote được không? Con nhận remote được không? Thêm một con remote nữa đây. Vậy đó. Cộng trừ ở đây là out tín hiệu nè, out nè, rồi cộng nè, trừ đây nè, thêm cái đây nữa. Đó. Chẳng hạn thì nó sẽ qua một cái mạch khác, thì cái này sẽ học sao, chứ còn nhiều quá các bạn bị rối nha, không bị rối thì riêng các bạn sẽ học được cái mạch này thôi. Đầu tiên nó đơn giản, nó nghĩa là con MOSFET nó sẽ làm đóng mở bằng cách kích vào cực một cái xung dương từ đây nè, qua đây xung, qua biến trở vô đây xung dương, thì nó sẽ mở con MOSFET này lên, mà nó mở liên tục ha. Nó không có đóng lại, muốn đóng lại là sao? Phải nói chuyện đây cái là đây gì phải không? Nó sẽ tạo ra một cái vùng cảm ứng điện từ ở đây và nó kích vào đây để cho gì? Cho đóng lại, cho mở ra, cho đóng lại, mở ra mở ra đóng lại. Thì các bạn sẽ thấy cái có vu nấm vu lên này nè, các bạn thấy nè, khi mà vặn lên vặn xuống thì nó sao các bạn biết không? Vặn lên vặn xuống thì nó sao? Nó thay đổi điện trở ở đây nè, nó thay đổi điện trở ở đây, nó làm cho gì? Cân bằng giữa hai cái này, dần cân bằng giữa hai cái này nè. Bởi vì ở chỗ này khi mà điện thế mà dương á lắng áp thì này nó mở lên, nó sáng lên, còn điện thế âm nó lắng áp thì sao? Thằng này nó tắt. Thì các bạn thấy nè, làm giãn lại cái này nha, điện thế âm luôn luôn qua con led này, xỉa qua con led này, rồi bây giờ chạy về đây đứng yên đó, muốn qua cực D này để cho về mát để sáng đèn lên, mà nó không qua được, phải đợi thằng này điều khiển. Thì lúc nào á thằng này nè chạy qua đây, nó có dòng điện dương nó mới điều khiển được, thì thằng này lúc nào nó cũng sáng lên. Thì như vậy để khống chế cái thằng sáng này nè, thì người ta lắp một cái micro ở đây. Thì micro thì gồm có gì? Cái đầu cộng nè quay về đây, qua cái đầu trừ quay về đây, một cái đầu trừ là về mát. Thì cái đầu trừ này nè nó sẽ đi về đây và kích vô đây. Thì thằng này với thằng này là hai cái cộng trừ nó đang đối lập với nhau, thằng nào nhiều hơn thì thằng này nó mới xử lý. Ví dụ như thằng này dương nhiều hơn thì thằng này nó sẽ ngắt D với S. Còn này mà âm nhiều quá thì nó sao? Âm nhiều quá nghĩa là mát nhiều quá, nhiều ở đây thằng lắng áp,
thì nó sẽ không, nó sẽ ngắt cái con này, DGS nó không thông. Còn nếu mà thằng này á, thằng Dương này nè, chạy lên đây nè, mà nó lắng áp thằng cái thằng này nhiều quá thì nó sẽ gì, nó sẽ đóng xuống nè, con này nó sáng lên. Như vậy thì mình phải chỉnh cái biến áp này sao cho nó hợp lệ, hợp lý, hợp tình. Rồi xong rồi mình lấy mình đo hai cái biến áp này là bao nhiêu ký thì mình đóng con điện trở thôi, không cần phải gì, không cần phải xe nữa ha. Mình đóng vô một cái rồi mình không còn xe nữa. Ban đầu thấy chưa đóng thì thấy xe, bây giờ mình đóng rồi mình phải không xe nữa nha các bạn ha. Rồi như vậy thì các bạn hãy chỉnh nha, chỉnh cái nút này nè, nhưng mà khéo khéo nha, chỉnh nếu không thì nó sẽ bị gì, cháy con này nha các bạn ha, hoặc là cháy con led mình do cái điện này nó cao quá nha, nhớ nha không. Rồi mình có thể gắn thêm điện trở ở đây hoặc ở đây cũng được, để thêm cản dòng thêm để vào cực gờ. Thì nhiều cách để mà làm, trong lúc mình làm mình phải thí nghiệm, nhưng mà cơ bản nó là như thế này và thầy đã làm như thế này ha. Bây giờ mình thử nãy giờ đó mình thấy thử cái này là nó ok phải không. Rồi mình sẽ nâng thấy cấp thêm một cái bậc thêm nữa, đó là gì, mình sẽ học thêm cao cấp hơn nữa là mình phết đại thêm một con transistor nữa, rồi mình có thể gắn thêm một cái lo nữa đó. Như vậy thì các bạn đồng ý với tôi là xem video nữa không? Các bạn bình luận bên dưới để cho tôi biết nè, xem video này rồi các bạn muốn tôi làm thêm một cái website mới để cho các bạn có được những cái kiến thức thêm để các bạn chế ra bán được không, hay là hiểu thêm cũng được nữa ha. Các bạn đồng ý thì hãy cho tôi chữ tốt, là video này tôi đã hướng dẫn cho các bạn tốt, vừa và xấu. Các bạn hãy bình luận bên dưới nha. Để cho tiếp theo video thì chúng ta sẽ thực hành. Thì như một cái bài giảng của thầy Mò thì luôn luôn lúc nào cũng đi lý thuyết trước rồi thực hành sau. Nếu mà là trong live stream á, thì vừa lý thuyết và vừa thực hành đi chung chung với nhau, thì các bạn sẽ được học kỹ hơn và biết được nhiều hơn. Rồi trở lại từ đầu là chúng ta lấy con MOSFET ra rồi, thì để biết nó sống hay là nó còn tốt thì như thế nào đây? Chân giữa nó sẽ nối với một cái chân lưng đó. Ở trên lưng nó sẽ nối liền với nhau. Các bạn đo như thế này, nếu mà đồng hồ không có lên kim là không có thông mạch á, các bạn dùng que đen các bạn kích vào cực gờ nó đó, lúc này nó sẽ thông mạch và đồng hồ nó sẽ lên kim, và khi đo lại nó vẫn giữ y nguyên vậy nghe bạn. Bạn muốn mất đi thì các bạn hãy dùng cái que đỏ, bạn kích vào cực gờ nó cái thì lúc đó nó xả điện ra ở cực gờ thì các bạn đo không còn lên mạch nữa. Như vậy thì để phân biệt là con nào là con transistor, con nào là con MOSFET thì các bạn hãy đến với những buổi live sắp tới nha. Thì đây là cái con led ở bên bảng cực mà các bạn nhìn bên trong đó. Cái bảng nhỏ là bảng cộng, bảng lớn là bảng trừ. Hoặc là các bạn nhìn chân nè, cái chân nào mà dài là cái chân cộng, có nghĩa là điện thế dương vào đây. Còn cái chân nào chân ngắn á, đây là điện thế dương. Còn cái chân nào chân ngắn á, nó là chân chân âm, có nghĩa là mát. Mình gọi như thế nào cũng được ha. Rồi bây giờ ở trường hợp ở đây là các bạn nhìn thấy hai bản cực, đây là dương, bên kia là âm. Rồi mình hàn vào một cái thanh đồng, đó là dương thì cùng một chiều, tất cả bốn con led là dương đi chung và bên âm đi chung, chúng ta ra tầm hai nhánh. Thì cái video này tôi sẽ còn nghiên cứu tiếp về cái độ nhạy của cái mạch điện. Nên đây được xem như là phần 1. Thì các bạn hãy đón xem phần 2 nha. Và trong quá trình mà chế tạo lên á, thì tôi chế tạo nó được như vậy nè. Nó chưa được thẩm mỹ, rồi cũng như cái độ nhạy của nó, rồi cũng như là mình tiết chế lại được một số cái linh kiện để cho nó đừng có tốn chi phí đó. Tôi dự định là làm xong rồi hướng dẫn cho các bạn tự sản xuất để mà bán luôn. Rồi cái việc sản xuất bán thì các bạn phải làm cho nó thẩm mỹ hơn. Và tôi sẽ có video tiếp theo nha các bạn ha, để hướng dẫn cho các bạn chi tiết và sơ đồ hơn. Còn video này đó, các bạn xem phần 1. Hãy đón xem. Các bạn là người mới, bấm like nha. Thầy Mò như muốn nói cùng em có gì, thầy Mò như muốn nói cùng em có gì. Ánh mắt ai như mùa xuân đang về, tiếng hát cao nguyên như vòng về. Ôi
ly cà phê, cà phê, cà phê, cà phê, bê 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 bạn mẹ, 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 mẹ.